Capisci. Được khai thác từ hơn 4.000 năm về trước, hồ nước muối cổ đại tại Vận Thanh, Sơn Tây, Trung Quốc có nồng độ mặn cực cao và được gọi là biển chết của Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, hàng trăm người đã đổ xô về hồ nước muối cổ đại để chiêm ngưỡng một chuyện lạ chưa từng có khi một phần của hồ bỗng biến thành màu hồng một cách bí ẩn. Hồ nước muối cổ đại này hiện nay bị chia cắt bởi các con đường bắc ngang và điều kỳ lạ khiến người ta đặc biệt chú ý ở đây chính là không phải cả hai bên hồ đều chuyển sang màu hồng, mà chỉ có một góc bên kia của hồ, bên còn lại vẫn giữ nguyên màu xanh xám như thường ngày. Sự thay đổi lạ thường này khiến nhiều người có chút hoang mang, nhưng cũng vô cùng thích thú vì được chiêm ngưỡng dòng nước hồng kỳ lạ cùng khung cảnh hai màu lãng mạn của hồ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng hồ nước muối chuyển sang màu hồng. Trong thời gian gần đây, biển chết cũng đã có lần chuyển sang màu hồng, do sự phát triển của một loại tảo sắc đỏ tên là Salinas Donaliella trong hồ. Trước đó, người dân Siberia nước Nga cũng phát hiện ra một hồ nước muối màu hồng kỳ diệu. Hồ Berlinskoy tại vùng núi Altai Siberia bình thường có màu xanh vào những ngày nắng đẹp, màu xám vào lúc thời tiết xấu, nhưng vào tháng 8 hàng năm lại chuyển sang màu hồng kỳ lạ. Các nhà khoa học cho rằng, màu nước đặc biệt trong hồ Berlinskoy được tạo ra bởi các vi sinh vật sắc hồng có tên Artemia salina thường sống dưới bề mặt nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.